đây chào đây. Thôi thôi Nam ơi, à, cái gì cũng được tới hết rồi, anh em tới cũng cảm ơn mày. Anh em có gà tới thì được. Đồ hùng vô bia thì thôi à. Để tao có 50 đấy à. Đúng không, thiếu mày 50 nữa không? Ờ, đá thằng đâu ơi thì... Đội mày không? Thôi mình không làm, mình làm cho mình cũng chắc. Nhưng mà ăn nó ngon thôi. Mình làm mà tụi mình không dám chắc luôn á. Nhìn này, nhìn này. Nhìn. Ba niềm chí quyết luôn. Này, bye bye đồng loại nè. Bay có ai không? Chí chí gì mày? Không phải xe chí. Mày nghe gì? Dám kêu tao là thằng bé mép, là thằng bé ghét. Ai? Ai? Mày nhiều chuyện. Mấy thằng bay kêu tao bé xếp nhiều chuyện. Rõ ràng đi ngang qua chỗ đó thì cả một đám nhìn. Rồi xong cái về nhà nó tự nó viết rồi cái đó rồi kêu tao bé xếp. Lúc sau tao mới bé xét thôi chứ lúc đầu tao không bé xét. Lúc sau đó thì lúc sau đó mày tự mày kêu mày đóng tàn nó mày kêu là không có này đó nó giỡn thôi, nó giỡn gì thì nó tự nó biết rồi, thì lúc sau rồi tao chỉ nói ờ nó đi ấy đó 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 vậy thôi. Ôi kêu gì cầu đã khai như thế lúc sau mình đụm tiền lúc sau đó mà mọi sự đã biết hết rồi, mày kêu tụi nó giỡn rồi biết không, tao bé xét tao thấy ghét, tao ghét từ cái ngồi quán mà nụ xế lúc lúc hôm qua gõ đầu tao một cái nữa tao thấy bực rồi. Bye bye con gà. Chứ mày ê mà ở nhà thiết kế cái đó. Thiết kế cái đó cắt đủ gà hết bời. Này nó có máy mà, thường thường nó có máy nó để cho cái rót cái là sạch mà. Đây, thấy không? Thôi bạn chi mày. Bạn đưa lên cho mấy bạn nó coi. Thôi ghê bảo mày. Bên Hồng Kông thì nó bao giờ thấy vậy đâu. Đi ra mặt xanh lè lắm. Ủa, tao dẫn ra thịt mèo luôn à. Mặt. Thôi. Next. To be continue với đúng chứ.